Xin kính chào quý anh chị cùng các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Đức Trung tại Uông Bí, Quảng Ninh. Vâng, hôm nay ngày 12 tháng 12, Đức Trung xin trân trọng giới thiệu tới quý anh chị cùng các bạn một cái mẫu xe, đó là chiếc Colorado sản xuất năm 2017, nước sơn là màu trắng sứ. Vâng, bên Đức Trung thì chuyên mua bán, trao đổi và ký gửi tất cả các cái dòng xe ô tô đã qua sử dụng. Quý anh chị các bạn đang mong muốn sở hữu những mẫu xe bán tải máy dầu và gầm cao thì hãy liên hệ trực tiếp với Đức Trung. Vâng, quý anh chị các bạn mới xem video thì hãy bấm nút đăng ký để thường xuyên cập nhật được tất cả các cái mẫu xe cũng như là cái giá xe bên Đức Trung đang bán hàng ngày. Vâng, trước mắt quý anh chị cùng các bạn là một cái mẫu bán tải thương hiệu Mỹ Colorado nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Vâng, chiếc xe trên thì được trang bị động cơ 2.8 và đây là cái bản cao nhất của dòng Colorado. Vâng, bản này là bản 2 cao chi, Chevrolet Colorado bản 2 cao chi. Vâng, một thương hiệu Mỹ phải nói là gầm cao, máy dầu, đi thì cực kỳ là khỏe luôn. Vâng, đây là toàn bộ các cái phần ngoại thất của xe. Xe thì được trang bị số tự động 2 cầu, máy dầu và tất cả các cái công nghệ thông minh thì cũng được tích hợp trên chiếc xe này. Xe thì được trang bị thanh thể thao, lắp thùng cuốn, toàn bộ các cái hệ thống trên xe là gương kính chỉnh điện, có xi nhan tích hợp gương. Vâng, có rất nhiều các cái công nghệ sau này Đức Trung sẽ giới thiệu từng phần để quý anh chị các bạn nắm được. Vâng, và cái mẫu xe trên thì bên Đức Trung vừa mới nhập về, cũng còn phải đi bảo dưỡng rồi là đi làm đẹp một chút. Cái mẫu xe trên thì bên Đức Trung đang dự kiến bán tầm khoảng độ 500 600 570 580 gì đấy, tùy vào cái sự khéo léo của quý khách hàng. Bằng ai mà khéo mồm mà cảm thấy nó phù hợp với lại cái mẫu xe này mà bên Đức Trung cảm thấy thích thì cũng sẽ bán một cái giá rất là yêu cho khách hàng. Còn xe thì của miền Nam đấy, cho nên là rất là giữ gìn cẩn thận từ cái phần thân vỏ cho đến phần nội thất cho đến phần máy móc gầm bệ, xe cực kỳ chất, không một lỗi nhỏ. Đây, một cái mẫu Chevrolet Colorado bản 2 cao chi, động cơ 2.8 máy dầu, số tự động 2 cầu. Vâng, giá chào bán tầm khoảng độ 550 trở lên. Nếu như mà mua ngay không cần phải làm bất cứ thứ gì thì bên Đức Trung sẽ bán với cái giá đấy. Còn nếu mà bên Đức Trung về bảo dưỡng, thay dầu, mỡ rồi làm tất cả, làm đẹp thì là sẽ bán tầm khoảng 560 570, thì tùy theo cái yêu cầu của khách hàng bên Đức Trung sẽ có cái giá cho nó phù hợp. Và sau đấy Đức Trung sẽ tiến sát vào để quý anh chị các bạn có thể là quan sát cái mẫu xe này thật là chi tiết. Thì quý anh chị các bạn có thể quan sát đây, thấy toàn bộ các cái form đầu xe, form là form mới rồi 2017, các cái đường gân góc cạnh, lưới tản nhiệt, và chính giữa là một cái biểu tượng dấu cộng của hãng Chevrolet Colorado. Các cái cặp đèn pha, đèn gầm thì đèn full led đẹp hết rồi, đèn còn sáng quắc, các cái thanh chrome tạo lên cho một cái xe phải nói là cực kỳ đẹp. Cảm biến phần đầu xe có 4 cảm biến, các cái mối lắp ghép cũng như là các cái chi tiết của xe cực kỳ đẹp, xe không lỗi nhỏ. Và lốp lát thì lăm cả lốp thì còn tầm khoảng trên 80%. La răng quay sử dụng cái lốp vỡ lốp là 265/60R18, rất là khỏe mạnh. Từ cái mặt trước các cái phần sơn xi rất là đẹp. Vâng, đăng kiểm của xe thì còn dài tận đến tháng 6 năm 2021. Có anten giá lóc về mưa. Vâng, xi nhan tích hợp gương, mặt nước sơn xi đẹp sườn thì đẹp luôn. Vâng, thanh thể thao, lắp thùng cuốn. Vâng, và đây là chi tiết của cái lốp đằng sau ở bên phụ đây. Sắt xi của nó còn rất là đẹp nhá. Cái quả lốp ở trong gầm thì cũng còn rất mới, tí Đức Trung sẽ quay. Đây là toàn bộ các cái phần phía sau của xe. Bằng xe thì được trang bị
camera zin nguyên bản theo xe. Camera zin, các cái cảm biến cảnh báo vật cản, các cái bậc bước cực kỳ đẹp. Lốp lap thì còn mới. Nhưng chị các bạn mua chiếc xe này về chạy vài năm không phải nghĩ đến cái chuyện mình thay lốp. Để chung quay luôn cái phần lót thùng. Lót thùng rất là đẹp. Để keo chỉ zin hết, không mất một phân keo chỉ nào. Vâng, quý anh chị các bạn ạ, ai mà quan tâm đến cái mẫu xe này thì có thể xem xe trực tiếp tại chợ ô tô cũ Quảng Ninh nằm ở ngay ngã ba đường 10, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí. Còn số điện thoại 0965 951 955. Đây là chi tiết của cái lốp đằng sau ở bên lái. Sắp xì gầm lại cua lốp rồi, đặt cước. Sơn xi sạch sẽ. Bằng gương kính chỉnh điện, xi nhan tích hợp gương đầy đủ. Lốp đằng trước ở bên lái. Trời nó rất là nắng nên lúc chung quay nó không được đẹp, nó lóa. Nên lúc chung sẽ quay nhanh rồi. Những chị các bạn là ai mà quan tâm đến cái mẫu xe này thì có thể liên hệ với Đức Trung. Đây là cái hàng ghế thứ hai, click bên này thay vặn rất là chồng chơ bên ngoài, chân lý nguyên bản bọc ni lông. Cái bộ ghế da màu màu này là màu lâu đen, nó một chút đen đen và một chút lâu lâu, rất là đẹp. Toàn bộ các cái chi tiết ở trên xe này còn rất là mới. Đây là toàn bộ cái phần ghế lái. Đây ghế lái thì chỉnh điện, gương kính điện, vô lăng tích hợp, có ga tự động, có cảm biến vật cản, có điều khiển giọng nói, điều hòa auto, số tự động, hai cầu điện, hộp tì tay, các cái đồ nghề như là cái bao đựng giấy tờ của xe đẹp cực kỳ nhé. Tất cả các cái trang thiết bị trên xe là zin đẹp nguyên bản. Quý chị các bạn mua cái mẫu xe này về sử dụng thì hoàn toàn là yên tâm. Sau đây Đức Trung sẽ quay một chút về cái căng động cơ để quý chị các bạn ta theo dõi luôn. Vâng, và đây là chiếc đây là cái căng động cơ của chiếc Colorado sản xuất năm 2017, khoảng cao cấp nhất, động cơ 2.8. Máy nổ rất là êm, các cái chi tiết trong phần động cơ còn mới tinh. Một chiếc xe mới chạy được có một khoảng độ hơn 6 vạn, 7 vạn. Keo chỉ zin đẹp cả xe, cam kết không một lỗi nhỏ, và hồ sơ cầm tay, ra tên bấm biển thì trong vòng buổi sáng là có biển để lắp lên xe. Và cái mức tiêu hao nhiên liệu của cái chiếc xe này nó chỉ rơi vào tầm khoảng 7 lít rưỡi 8 lít trên 100 cây thôi. Rất là tiết kiệm hơn so với dòng xe Ford Ranger. Đây là quý anh chị các bạn mua về sử dụng thì hoàn toàn là yên tâm. Và kính thưa quý anh chị cùng các bạn, hôm nay là thứ bảy cuối tuần, Đức Trung vừa mới đi nhận chiếc xe này về, lên sóng luôn để quý anh chị các bạn ai mà quan tâm đến cái dòng Colorado bản 2 cao chi này thì hãy liên hệ với Đức Trung. Vâng, chiếc này thì phải nói là zin đẹp, giữ zin rất là cẩn thận. Vâng, giá chào bán là tầm cỡ khoảng độ 570 triệu đồng. Nên là quý anh chị các bạn ai quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với Đức Trung số 0965 951 955. Đức Trung xin được kết thúc video tại đây. Xin kính chúc quý anh chị cùng các bạn luôn luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở các cái video lần sau.